Yêu trước ngày cưới. 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Sao anh tàn nhẫn với em vậy? Không lẽ em không biết lý do vì sao sao? Em xin lỗi. Anh Hoàng, em xin lỗi. Em đừng nói nữa. Em đang nghỉ ngơi cho khỏe đi. Em biết. Khoảng thời gian đó anh buồn lắm. Nhưng mà chuyện gì nó cũng có lý do của nó. Mình ơi, em có biết là điều em hủy đi là ước mơ, là hy vọng trong lòng anh không? Rốt cuộc thì là người đàn ông cố gắng làm việc là vì điều gì? Không phải là vì gia đình mình sao? Nhưng mà trước khi em bỏ đứa bé, em đã hỏi qua anh chưa? Đứa bé cũng là con của anh mà. Em có biết là em còn bỏ đi điều gì nữa không? Đó là tương lai, là tình cảm của chúng ta đó. Anh Hoàng, thực ra chuyện bỏ đứa bé, thực sự thì chị hai không... Anh Hoàng, chị có sao không? Chúng ta chỉ có thể là bạn. Là bạn? Sẽ là bạn kiểu gì đấy? Bạn thân. Anh và em, một tương lai chẳng thể đổi thay. Vờ như lờ đi, làm sao cho nỗi nhớ thôi vơi đầy. Một ngày sống qua mình vì bên nhau, nhưng sao khiến anh hoài nghi. Một ngày sống qua mình vì nơi ta hiện tại, để em ra đi. Hai. Chào anh. Cô em. Cảm ơn anh. Bạn thân. Yêu trước ngày cưới. 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Tối qua ở Đà Lạt, mày với Huy Hoàng làm cái gì? Uống bia đồ, ngắm sao ngoài hiên đồ ha. Không có gì chết liền nha. Tao với anh ấy đã cam kết rồi, chỉ làm bạn thôi. Sao sự? Làm bạn mới là cam kết. Sao cam kết làm đối tác hay làm người dưng luôn cho khỏe? Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh tôi lúc này. Cảm ơn không thì không đủ. Tao thừa nhận tao đã từng thích anh Hoàng, được chưa?
Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Vậy thì tối qua mày với Huy Hoàng không xảy ra gì hết. Bày trò. Sao rồi? Chắc xe bị hư rồi. Hư? Xe hư? Xe bị hư sao lại cười? Anh không thấy mọi chuyện rất buồn cười hay sao? Trong cùng một ngày với cùng một người hư từ xe hơi tới xe máy, thì sao một chuyện kỳ cục như vậy lại xảy ra với tôi cơ chứ? Một lòng mong được kết hôn thì hôn lễ rời hết lần này tới lần khác, rời một lần tới tận nửa năm, rồi chồng sắp cưới thì cả ngày không nhắn nổi một tin nhắn. Quê ở đây nhưng không có nhà để về. Tôi không muốn gặp anh mà lại phải đi công tác cùng với anh. Anh cảm thấy còn ai may mắn hơn tôi không? Em bình tĩnh đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Ngày hôm nay tôi bình tĩnh đủ rồi. À! Yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ sáu thứ bảy hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Phương, anh biết là em luôn cố gắng kiềm chế bản thân mình. Và anh cũng đang cố gắng kiềm chế bản thân anh. Đến khi nào mới đối diện với bản thân mình được hả Phương? Xin lỗi. Chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi. Tôi sẽ vì dự án này, vì công ty này, dùng nhan sắc này để câu vốn về. Tất cả là chỉ bởi vì câu của tôi. Đúng. Cuối tuần này công ty của anh có tổ chức tiệc, em có muốn đi với anh không? Thì dự tiệc thành lập công ty với cô đi. Còn người của quỹ đầu tư mạo hiểm cũng sẽ có mặt đầy đủ. Không ngờ ông Khang bảo trì cơ thể tốt như vậy mà lem quá. Sao có thể trẻ nhỉ? Cơ bắp lại săn chắc. Thôi xong, dự án này chắc chắn khó rồi. Mắc gì khó? Để chị nói cho cưng nghe. Chị đây chính là ách chủ bài để dự án này thành công. Này, chuyện này cô phải giữ bí mật của chị. Anh yên tâm. Anh cảm thấy còn ai may mắn hơn tôi không? Phương, em bình tĩnh đi. Bây giờ anh tính đi. Còn tôi thì tôi không tính nổi nữa. Ngày hôm nay Phương, tôi bình tĩnh đủ rồi. Em nghe. Anh gọi giờ này có lẽ mất ngủ không? Xin lỗi em, giờ này anh mới gọi lại. Vì sáng giờ anh bận quá, tiến độ của anh xảy ra chút vấn đề. Anh đang cố giải quyết đây, chắc là tuần này anh sẽ không về được rồi. Ừ. Em được giận anh nhá. Ok, em biết rồi. Hiện giờ trên tay em không đeo nhẫn, nhưng mà nhẫn của anh Dũng vẫn luôn ở đây. Em chưa bao giờ quên mất nó. Em xin lỗi. Anh biết là em luôn cố gắng kiềm chế bản thân mình.
Và anh cũng đang cố gắng kiềm chế bản thân anh. Nhưng mà bây giờ mỗi ngày gặp em, anh phải tạo khoảng cách với em. Nó trái ngược hoàn toàn với tính cách của anh. Đến khi nào mới đối diện với bản thân mình được hả Phương? Chúng ta chỉ có thể là bạn. Chúng ta sẽ là bạn kiểu gì đấy? Bạn thân. Chị thuốc giảm đau này, cao dán bản lớn dành cho vùng lưng nha. Cao dán size lớn nhất bên em hết rồi, bây giờ chỉ còn size chung thôi, chị lấy đỡ nha. Ngày gì mà xui, nên cao dán cũng hết nữa. Chị thông cảm nha. Ok, em lấy giúp chị nha. Em ơi. Dạ. Em có bán thuốc giảm nhân không? Bán cho người cả ngày hôm nay không có giãn cơ mặt ra được. Dạ rồi, đây là miếng dán với lại thuốc của chị đây. Còn cái này là thuốc này anh trai hỏi nè. Thuốc bổ não, giúp lưu thông khí huyết, an thần. Nhưng mà cái này phải xài một thời gian dài mới hiệu quả được. Còn nếu mà anh muốn đẩy tinh thần lên cấp tốc á, thì chỉ có thuốc ở ngoài tiệm tạp hóa thôi. Sao vậy? Không biết nữa, tự nhiên bị tắt máy. Sao rồi? Chắc xe bị hư rồi. Hư? Trong cùng một ngày với cùng một người, hư từ xe hơi tới xe máy, tại sao một chuyện kỳ cục như vậy lại xảy ra với tôi cơ chứ? Một lòng mong được kết hôn thì hôn lễ rời hết lần này tới lần khác, rời một lần tới tận nửa năm, rồi chồng sắp cưới thì cả ngày không nhắn nổi một tin nhắn. Quê ở đây nhưng không có nhà để về. Còn đây, tôi không muốn gặp anh mà lại phải đi công tác cùng với anh. Anh cảm thấy còn ai may mắn hơn tôi không? Em bình tĩnh lại đi, để anh gọi đắc lực nhờ xử lý. Đắc lực cả công ty này, ai cũng biết tôi là người đắc lực gai mắt nhất. Bây giờ anh có nhấc máy lên gọi cho anh ta thì anh ta cũng sẽ bình thản, để tôi ngồi đây đợi đến tận sáng mai. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Sếp Hoàng, không phải anh là người rất giỏi tính toán hay sao? Bây giờ anh tính đi. Còn tôi thì tôi không tính nổi nữa. Ngày hôm nay tôi bình tĩnh đủ rồi. Vion phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.